Cuộc họp hàng năm Damagiri, Ấn Độ, ngày 10 tháng Giêng năm 1998, câu hỏi và trả lời. Hỏi Thưa Thầy, làm sao để Thầy tuyển chọn thành viên trong ban điều hành, thiền sư phụ tá và thiền sư từ những người hành thiền? Thầy quen ca, hãy hỏi Thầy cách không lựa chọn họ như thế nào? Những lý do nào để không lựa chọn ai làm thiền sư phụ tá, ban điều hành hay những chức vụ khác? con đã biết đây là truyền thống tương đối mới thầy nhận lấy trách nhiệm khai mở một truyền thống mới của những thiền sư vipassana là những cư sĩ chúng ta rất biết ơn đại sư lady senjador một trăm năm trước đã phá bỏ tục lệ trước đây vipassana chỉ dành riêng cho những vị bích khu tăng ngài nói tại sao chỉ có biết khu ngay cả cư sĩ cũng nên học vipassana và ngài bắt đầu truyền cho các cư sĩ rồi ngài còn mở một cánh cửa nữa cho cư sĩ. Cũng phải có thiền sư cư sĩ, ngài bổ nhiệm vị thiền sư cư sĩ Vipassana đầu tiên, Saya đó là sự khai mở rất lớn, bởi vì ngài thấy tương lai rất rõ. Tới giờ đã gần hết, 2.500 năm, Buddha Sasana, thời kỳ giáo huấn của Đức Phật hiện diện, kế tiếp sắp sửa bắt đầu trong những nước mà dân chúng là tín đồ của đức phật hay ít nhất họ tự xưng là phật tử và là một vị biết khu ngồi trên ghế đam ma họ rất vui họ sẽ chấp nhận mọi điều vị tăng nói và nghe theo vị tăng này nhưng trong những nước mà tôn giáo không phải là phật giáo nếu một vị biết khu tới đó và nói này hãy tới đây ta sẽ dạy đam ma cho quý vị sẽ không có ai tới họ sẽ đánh xa họ sẽ nghĩ ồ vị này tới để cải đạo chúng ta sang đạo của vị này nhưng nếu một thiền sư cư sĩ giảng dạy thì không còn trở ngại đó và người thiền sư phải hết sức cẩn trọng nói rõ là chúng ta không màng đến chuyện cải đạo con người từ một tôn giáo này sang một tôn giáo khác như vậy đó là một lý do tại sao truyền thống thiền sư cư sĩ này khởi nguồn bởi vì Ngài Lady đo tiên đoán được nhu cầu này. Giao thời của thiền sư Sayagi Ubakin có rất ít thiện sinh, và bây giờ con số này gia tăng, như vậy truyền thống hiện nay phải bắt đầu một cách đúng đắn. Bất cứ lỗi lầm nào xảy ra hôm nay sẽ tồi tệ hơn trong những thế hệ sau. Theo kinh nghiệm và kiến thức của thầy, thầy phải chắc rằng sự khởi đầu phải bằng đường lối hết sức tinh khiết đường lối tinh khiết nào đam ma hết sức tinh khiết ngay khi thầy biết có người ngõ ý muốn làm thiền sư phụ tá thầy cảm thấy rất tội nghiệp cho người này nhưng thầy phải có giới hạn người này không phù hợp làm một thiền sư phụ tá người nào thổ lộ nếu tôi trở thành một tính viên thành viên ban điều hành tôi sẽ rất giỏi tôi có thể làm cái này người đó sẽ bị vào sổ đen người nào ngỏ ý với thầy muốn trở thành chủ tịch hay tổng thư ký của một tổ chức vipassana nào đó vào sổ đen thầy không cần biết là người này có thân cận với thầy tới đâu đi nữa bởi vì người này chưa thấm nhuần trong đam ma họ chỉ muốn chức vụ quyền lực địa vị đối với họ quan trọng hơn là phục vụ nhưng giả thử có người tới nói với thầy, con có thể phục vụ bằng mọi cách và con muốn phục vụ. Con có nhiều thời giờ, xin vui lòng cho con biết con phục vụ bằng cách nào. Nếu thế, thầy bắt đầu cho điểm tốt. Và khi thầy thấy rằng người này thật sự phục vụ một cách vô dị lợi mà không trông mong một chức vụ hay quyền lực hay địa vị nào, dân dân, thì từ từ người này sẽ được chọn ai đó đã được chọn và sau đó thầy thấy họ càng ngày càng có nhiều ngã mạn Họ trở nên lỗ mãn khi đối xử với người khác, tạo ra không gì ngoài thù hận và quán ghét và làm hại chính họ. Thầy cảm thấy thương người này. Hãy xem, tôi chịu trách nhiệm về việc người này sinh ra bất tỉnh. Nếu tôi không đặt người này vào chức vụ cao, người này chắc chắn không sinh ra ngã mạn như thế này. Không nói lời hằng học và không làm hại người khác tốt hơn là nên đợi thầy không thể bãi nhiệm người đó nhưng thầy sẽ không cho người này làm việc đó nữa và cắt cử làm việc khác và thầy giải thích này đây là lỗi của con khi không còn lỗi lầm con sẽ có việc quan trọng hơn quan trọng theo nghĩa là con có cơ hội để phục vụ nhiều người hơn giúp họ tăng tiếng trong đam ma điều này trở thành trách nhiệm lớn của một vị thầy đan ma khi muốn bắt đầu một truyền thống của cư sĩ cũng vậy khi thầy thấy một thiền sư phụ tá hay tính viên người đã được giao một trọng trách vô tình hay cố ý thành lập phe nhóm với ý tưởng đây là một người trong nhóm của tôi và tôi nên hỗ trợ người trong nhóm của mình tôi sẽ cố dìm người không thuộc nhóm của mình xuống thì thầy nhận thấy những người này không phải là người đam ma chút nào những việc như thế xảy ra trong một đảng phái chính trị trong các tổ chức xã hội cũng không sao nhưng không được xảy ra trong một tổ chức đam ma tinh khiết giây phút điều đó xảy ra nhiệm vụ của thầy là chặn đứng ngay lập tức giải tán những nhóm này và không cho phép một ai tạo ra tình trạng như thế điều này không phải dành riêng cho thầy nhưng cũng cho những thiền sư chủ quản trong tương lai để họ có sự hướng dẫn về phương cách lý tưởng để điều hành những trung tâm và ban điều hành đam ma những điều này cần được đặt ra bây giờ như thế vì lý do này ngay như thầy có sai lầm thầy sẽ cố sửa chữa như thầy đã nói Chúng ta không thể bãi nhiệm một thiền sư phụ tá bởi vì bất cứ ai ngồi trên chỗ đam ma và giải đan ma phát triển sự quan hệ với thiền sinh. Thầy không muốn cắt đứt sự quan hệ này. Bởi vậy người đó vẫn tiếp tục trừ khi hoàn toàn không tránh khỏi. Dĩ nhiên trong trường hợp như thế thầy phải nói với người này không. Con không được làm thiền sư phụ tá nữa, điều này rất hiếm khi xảy ra. Nó đã xảy ra nhưng rất hiếm. Nhưng đối với thành viên ban điều hành quản lý trung tâm dân dân, thì chắc chắn thầy không ngừng thay thế họ. Trong ban điều hành, mỗi năm họ phải từ chức. Và thầy có thể bổ nhiệm người khác hay tái bổ nhiệm một vài người trong số họ. Tại sao như thế? Không phải vì có gì sai trái trong những người này nhưng rắc rối là khi người giữ một chức vụ nào quá lâu thì có thể sinh ra sự bám víu một cách vô tình hay cố ý ta là tổng thư ký không ai khác có thể làm được việc này ta quá toàn hảo trong việc này ta phải tiếp tục nếu ta tiếp tục mọi việc sẽ hư hỏng cái gì đang xảy ra người đó đang làm gì thế người đó bắt đầu nghĩ rằng không ai có thể thay thế được mình đây không phải là đam ma Do đó mỗi năm phải thay đổi một lý do khác là để nhiều người có cơ hội phát triển paramic thêm nhiều người tham gia việc phục vụ người khác phục vụ thiền sinh khi thầy yêu cầu một tính viên hay một chủ tịch hay một tổng thư ký từ chức thời kỳ thử thách cho người đó bắt đầu từ giây phút đó thầy tự xét đoán bây giờ người này phục vụ như thế nào khi còn là chủ tịch người này phục vụ hết sức nhiệt tình và làm việc hăng say bây giờ không còn là chủ tịch hay tổng thư ký nữa thì như thế nào nếu thầy thấy rằng người này không còn để tâm tới công việc đam ma nữa thì người đó chỉ muốn chức vụ để thổi phòng bản ngã chứ không màng gì đến việc phục vụ do đó thầy có tình thương với người này và cố giảng giải cố mang họ trở lại với đam ma đây là công việc của vị thiền sư đam ma chủ quản để chắc rằng những con trai và con gái đam ma không ngừng tăng tiến trong đam ma điều này rất quan trọng tất cả những việc này xảy ra và ta quan sát một điều nữa cần phải ghi nhớ đây là một truyền thống thiền sư cư sĩ vào thời của đức phật đã có thiền sư cư sĩ nhưng sau đó chỉ có Piku làm thiền sư một khi bi khu sống đúng theo Vinaya giới luật thì không có gì sai trái bởi vì vị này không tích tụ tài sản. Vị này không thể tích tụ tài sản bởi vì mọi nhu cầu đã được cung ứng. Nếu thầy thấy một biết khu không giữ giới luật, vị ấy phá giới, vị đó chỉ muốn tích tụ tiền tài hay cái này cái kia, thì thầy thấy rằng vị đó không xứng đáng để giữ chức vụ đó. Đó là vấn đề liên quan tới thiền sư Bích Khu. Nhưng thầy chỉ quan tâm đến thiền sư cư sĩ. Thầy phải bắt đầu một truyền thống lành mạnh, trong sạch cho thiền sư cư sĩ. Thầy phải hết sức cẩn trọng. Giả thử một ai đó làm thiền sư, phụ tá hay cấp cao hay bất cứ là gì, và họ không có phương tiện để sinh sống. Là một chủ gia đình, Người này chắc chắn phải có trách nhiệm nào đó đối với gia đình, nhưng lại không có phương tiện sinh sống. Thì có thể bởi vì hoàn cảnh người đó bắt đầu sinh xỏ Này con trai tôi, con gái tôi đau ốm, con trai hay con gái tôi đám cưới, gia đình tôi gặp khó khăn này nọ. Và thiền sinh vì cảm tình hay kính nể thiền sư có thể cúng dường. Nếu điều này xảy ra, toàn thể truyền thống sẽ bị ô nhiễm do đó thầy phải xét xem người mà thầy định bổ nhiệm có đủ lợi tức để nuôi sống gia đình hay không nếu được như thế thì rất tốt khi thầy thấy người này không có phương tiện sinh sống thì mặc dù có hoàn hảo để làm thiền sư đến đâu đi nữa thầy không bổ nhiệm trông có vẻ như thầy bất công với những người nghèo nhưng thật ra nếu có người trở thành thiền sư mà không thể nuôi sống gia đình thì rất có hại cho truyền thống hiện giờ chúng ta đang phải đối diện với những vấn đề này và cố gắng tìm ra giải pháp thỏa đáng thuận theo đam ma để làm gương cho thế hệ mai sau với những việc đã hoàn thành luôn luôn nên nhớ rằng sự tinh khiết của đam ma không bị ô nhiễm ta không nên dùng đam ma làm kế sinh nhai điều đó rất nguy hiểm người ta không nên phục vụ để thổi phòng bản ngã hay lòng kiêu hãnh và rồi trở nên tự cao tự đại và bắt đầu nói năng khiếm nhã với người khác tất cả những điều này là để giúp cho những thiền sư chủ quản trong tương lai bởi vì điều này sẽ xảy ra chúng ta thấy điều đang xảy ra hiện nay và trong một hay hai thế hệ nó sẽ lan tràn khắp thế giới nếu điều lệ đúng đắn cho truyền thống này không được đặt ra bây giờ, nếu nguyên tắc thích đáng không được đặt ra, nó sẽ rất tai hại cho mai sau. đây là Vinaya giới luật cho thiền sư cư sĩ. khi tình huống khác xảy ra có thể có thêm luật mới. ngay vào thời của đức phật, ngài đặt ra một số điều lệ về Vinaya và rồi vài chuyện xảy ra nên cần thêm điều lệ mới và rồi lại xảy chuyện khác và lại thêm điều lệ theo cùng một kiểu cách qua kinh nghiệm chúng ta không ngừng thêm hay thay đổi điều lệ để phù hợp với thực tế nhưng toàn thể mục đích là để giữ cho sứ mạng đam ma được tinh khiết không nên đi sai đường đây là cách duy nhất mà thầy bổ nhiệm người hỏi thưa thầy có một sự lo ngại rằng tháp đang được xây ở mumbai có thể biến vipassana thành một tông phái khác. Đáp. Đúng, đúng, nếu người thầy này còn sống được vài năm nữa, các con sẽ thấy rằng thầy sẽ không cho phép bất cứ điều gì để có thể biến vipassana thành tông phái. Nếu cái tháp trở thành một cái dụng cụ để biến giáo huấn của Đức Phật thành một tông phái, một tổ chức tôn giáo thì tất cả sự giảng dạy của chúng ta đã rơi xuống bùn đen. Chúng ta đã không hiểu giáo huấn của Đức Phật là gì. Nếu cái tháp này được dùng để cho người ta tới cầu nguyện, "Ôi cái tháp, xin cho tôi được cái này, tôi cần cái kia", thì toàn thể những thứ đó sẽ biến Vipassana thành một tổ chức tôn giáo, chắc chắn sẽ như vậy. Chúng ta sẽ sử dụng ngọn tháp đó như thế nào? Nó phải được dùng theo cách đúng đắn cho việc hành thiền và truyền bá Vipassana để mọi người có thể biết Vipassana là gì. Nhiều người sẽ tới vì tính tò mò và thắc mắc. Một kiến trúc thật hoành tráng, không biết có cái gì ở bên trong nhỉ? Và khi đi vào trong, và sẽ có được một số thông tin. Nhìn kia, đây là Đức Phật. Đây là những gì Đức Phật đã giảng dạy, những gì đã xảy ra trong cuộc đời của Ngài. Vipassana đã biến Ngài thành một Đức Phật, đã biến Ngài thành một Thiền Sư Đam Ma vĩ đại cho thế giới, mọi người sẽ có thật nhiều lợi lạc. Nếu họ có sự hứng khởi để tìm hiểu về Vipassana, thì chúng ta sẽ cung cấp thông tin cho họ. Trong số 10.000 người đã tới, nếu chỉ có 100 người hứng khởi để tham dự khóa thiền, thì 100 người sẽ được lợi lạc và ít nhất số người còn lại sẽ nhận được một thông điệp đúng đắn. Do đó, ngọn tháp này sẽ không cho phép để lợi dụng nó biến Vipassana thành một tổ chức tông phái khác. Bằng không thì mục đích của chúng ta sẽ bị mất đi. Hỏi, năm 1999 là tròn 100 năm kỷ niệm sinh nhật của Sayagi Ubakin và nó cũng là sinh nhật thứ 75 của thầy chúng ta nên tổ chức kỷ niệm dấu mốc năm quan trọng này như thế nào? Hãy quên đi sinh nhật thứ 75 đó, vì thầy vẫn còn sống. Hãy chú trọng đến lễ kỷ niệm 100 năm của Sayagi Ubakin. Thật tuyệt vời, đó là lễ 100 năm của Bậc Thánh Nhân Đích Thực của thế hệ này. Tất cả chúng ta phải nghĩ tới các phương cách đúng đắn để tổ chức điều này có thể ta sẽ đăng báo hoặc viết sách tán dương quả là một bậc thánh nhân tuyệt vời nhưng điều đó không có ích lợi gì cả hãy làm sao để ngày càng có nhiều người được lôi cuốn đến vipassana hay là ít nhất cũng biết vipassana là gì và hưởng lợi từ nó đó mới quan trọng hơn nhiều lịch sử sẽ cho thấy ngài là một người tuyệt vời như thế nào Lịch sử sẽ nói Ngài Ladi Sayadaw là một người tuyệt vời. Ngài chính là người đầu tiên mở cánh cổng cho cư sĩ tu tập theo phương pháp Vipassana và chỉ dạy cho thiền sư, cư sĩ đầu tiên Sayadaw Tegi. Sau đó tới lượt Ngài Sayagi Ubakin đã mở cánh cổng đưa Vipassana ra toàn thế giới và nói với thiền sinh Hãy đi và giảng dạy Hãy giảng dạy như thế này và toàn thể thế giới sẽ cảm thấy biết ơn ngài. Do đó điều tốt nhất bây giờ với ngài là chúng ta cung cấp một số lượng thông tin nhiều nhất cho đại chúng để mọi người ý thức về vipassana, đó là lý do tháp được xây dựng. Hỏi: Có phải những ấn bản mới bằng CD-ROM đã được đưa vào kế hoạch? Điều này có liên quan gì tới party phương pháp thực hành? Đáp: để xem công việc đầu đã hoàn tất và thầy chúc mừng những người đã làm công việc này đây không phải là ấn bản cuối cùng các ấn bản khác sẽ được phát hành nhưng một điểm cần rõ ràng với những người làm việc trong dự án này đối với chúng ta sự truyền bá parijati không phải là mục tiêu cuối cùng đối với chúng ta baybati mới là mục đích còn parijati là phương tiện Tại sao chúng ta phải thu thập các kinh điển này? Vì rất nhiều sách vở kinh điển đã mất đi ở Trung Quốc, Tây Tạng và những quốc gia khác. Ai biết được sẽ có nhiều nữa sẽ bị mất đi. Khi thầy xem một cuốn sách bằng tiếng Bali được ấn hành khoảng 100 năm trước đây ở Miến Điện, nhiều cuốn sách được đề cập tới trong phần tham khảo đã không còn nữa. Trong 100 năm này, có quá nhiều sách đã bị mất đi nên trước khi để mất thêm nhiệm vụ của thầy phải gìn giữ nó bằng cách giữ nó trong CD-ROM. giờ chúng ta có ba ấn bản CD-ROM và hai ấn bản khác sẽ được thêm vào và có thể là bốn hoặc năm cũng có thể là sáu, bảy thật khó nói. nhưng khi hai ấn bản khác và một vài cuốn sách được thêm vào mà chúng có thể được hoàn thành trong vài tháng tới sẽ được công bố trên internet và sẽ có cuộc thảo luận dành cho mọi người mục đích chính là để làm gì giờ damagiri là trung tâm thế giới về phương pháp thực hành và internet sẽ được trung tâm sử dụng để thảo luận mọi phương diện của pati do đó chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận như thế trên internet chúng ta sẽ công bố một đề mục và nói rằng chúng tôi cảm thấy rằng cảm giác trên cơ thể là rất quan trọng trong giáo huấn của đức phật người ta sẽ trả lời không không từ venana nghĩa là cảm tưởng mà cảm tưởng tức là tới tâm hãy để họ nói hãy để cho sự trao đổi bắt đầu bằng cách đó nếu chúng ta phạm một lỗi lầm thì chúng ta không nên chần chừ để sửa đổi chúng nếu có người khác đã sai lầm ở đâu đó thì ít nhất họ cũng được biết rằng cái gì là sự diễn dịch đích thực lời Đức Phật nói. Đây chỉ là một ví dụ, sẽ có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể thảo luận. Ví dụ có một câu hỏi, Sambajana là gì? Ngay như ở trong Athakathat, nhiều khi có thể không có những câu trả lời đúng đắn. Đối với chúng ta, khi có sự khác biệt giữa Athakathat và trong Tibitaka, thì Tibitaka quan trọng hơn thay vì bodhaghosa thầy sẽ đọc là buddha ngài nói gì cơ thưa ngài ngài nói gì làm sao tôi có thể hiểu được điều này nếu athakathat có một sự giảng dạy rõ ràng thì điều đó hoàn toàn là chấp nhận được nếu sự giảng dạy không được rõ ràng đối với thầy đức phật xác thực hơn do đó bây giờ tất cả các thứ này sẽ được bàn tới sự thảo luận quốc tế này sẽ bắt đầu trong vài tháng nữa ngay khi chúng ta công bố trên Internet. Một điều tuyệt vời đã nảy sinh vì cd rom này. Đây là một ví dụ khi thầy tới quốc gia này để hoàn thành ước nguyện vì thầy của thầy là Vipassana sẽ được củng cố tại Ấn Độ và sau đó được lan truyền tới các nơi trên thế giới. Điều đầu tiên đến trong tâm thầy là Tôi tới đây để dạy và giảng dạy các giáo huấn của Đức Phật như là Đam Ma chứ không phải Phật giáo. Ngay giây phút tôi nói mình tới để dạy Phật giáo thì không có ai đến nghe chứ đừng nói gì đến học khóa 10 ngày. Nhưng đây không phải là chiến lược của Thầy, đó là sự tin tưởng, là niềm tin bởi vì Đức Phật rất phản đối các tông phái. Sau nhiều năm CD-ROM được phát hành, và thầy yêu cầu những người làm việc trong dự án này hãy tra xem từ boda có nghĩa là phật tử hay phật giáo có viết ở đâu không có tất cả một trăm bốn mươi sáu quyển hơn năm mươi trang và hàng triệu chữ nhưng không có một chữ boda nào ở đó cả ngay cả chữ buddhism phật giáo cũng không bao giờ được dùng ở đâu cả kể cả athakathas hay trong thika không nơi nào có thể tìm thấy từ này thầy rất là dư mừng những lời giáo huấn của đức phật đã bị hủy hoại thế nào bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu từ Bô-đa bắt đầu như thế nào ai là người đầu tiên đã dùng chữ này đối với thầy thầy hết sức là thẳng thắn ai là người đã dùng chữ phật giáo phật tử trong bất cứ một ngôn ngữ nào đó là kẻ thù lớn nhất đối với giáo huấn của đức phật bởi vì giáo huấn là phổ quát bởi vì vô minh mà người đó đã biến nó thành tông phái phật giáo chỉ dành cho phật tử nhưng đa ma là dành cho tất cả mọi người giây phút mà con nói là phật giáo thì các con đã biến giáo huấn của đức phật chỉ giới hạn cho một nhóm người nào đó điều đó hoàn toàn sai quấy do đó chúng ta đã tìm hiểu và thảo luận những điều này với người khác trên internet chúng ta sẽ cung cấp thông tin cho người ta và nếu họ có những thông tin khác thì chúng ta sẽ cùng nhận được lại từ họ trung tâm này ở đây sẽ thành một nơi quan trọng để thảo luận những giáo huấn của đức phật có liên quan đến vipassana nếu có gì đó tới và liên quan đến một loại triết thuyết chúng ta sẽ nói không không xin cảm ơn chúng ta không thảo luận những việc đó chúng ta sẽ chỉ thảo luận những điều mà hỗ trợ vipassana hỏi nhiều thiền sinh cũ đang tự ý dạy anabana một số còn dạy vipassana nữa điều này có đúng không đáp điều đó không đúng đắn nhưng chúng ta có thể làm gì được chúng ta không có luật sư để luôn luôn kiểm soát và nói rằng phương pháp thiền Vipassana đã được đăng ký bởi Guenka và đây là điều độc quyền cho nhãn hiệu của Ngài. Không có cái gì như thế và nó sẽ không có được như thế. Tại sao như vậy? Bởi vì nó sẽ được mở rộng cho mọi người. Nhưng dĩ nhiên chúng ta nói rằng, nếu quý vị muốn truyền bá Vipassana cho người khác, trước tiên hãy tự mình củng cố trong Dhamma và có được sự huấn luyện thích đáng để có thể giảng dạy như thế nào. Nếu có ai không đồng ý cũng không sao, hãy cứ vui lên. Chúng ta có thể làm gì được. Chúng ta sẽ không đưa vấn đề đó ra tòa và sự thật là chúng ta đã không làm điều đó. Hỏi Trong pháp thoại của thầy, thầy có nói đến 31 cảnh giới. Nhưng điều này xem có vẻ là khác thường. Điều này có thể được hiểu là các tầng lớp của cảm giác không thưa thầy. Đáp chắc chắn là được toàn thể phương pháp là để đưa các con tới giai đoạn mà các con bắt đầu có thể cảm thấy một số rất ít thiền sinh đã bắt đầu cảm thấy loại rung động nào mà tôi đang trải nghiệm đây và họ hiểu rằng một rung động của một cảnh giới đặc biệt này nó sẽ thuộc về loại này rung động cảnh giới kia thì thuộc về loại khác và sau này họ có thể cảm thấy chi tiết hơn rõ ràng hơn nhưng không có nghĩa là trước tiên ta phải chấp nhận 31 cảnh giới này, rồi ta mới có thể tiến bộ trong đam ma. Mọi người đến với thầy từ nhiều truyền thống khác nhau. Trong đó có nơi mà truyền thống của họ không có tin vào kiếp quá khứ hay kiếp tương lai cũng không sao cả. Thầy nói, con có tin vào kiếp này hay không? Nếu tin thì tốt, hãy tập để cải tiến cuộc đời này. Khi các con đến một giai đoạn các con có thể hiểu một kiếp quá khứ hay kiếp tương lai là gì bằng sự chứng nghiệm rồi hãy chấp nhận nó chứ không phải bây giờ. Hỏi: Thưa thầy, nếu ta có được cơ hội phục vụ qua một việc không hợp với mình, ví dụ như thích làm việc với con người lại được yêu cầu làm việc với máy tính, có khôn ngoan không khi chấp nhận công việc đó? Đáp: đây là những vấn đề của ban quản trị. Không nên áp đặt bất cứ công việc nào cho bất cứ ai. Người ta tới đây để phục vụ đam ma. Giả thử người này không có khả năng làm một việc nào đó và các con nói Không, bạn chỉ có được làm công việc này mà thôi. Thì ngay lúc đó, các con đã dựng lên một hàng rào cản cho sự tiến bộ của người này. Cũng như sự phát triển của trung tâm, Điều đó không bao giờ nên xảy ra, ban quản trị phải cố gắng sắp xếp và xử lý những việc này. Dĩ nhiên không có điều gì áp đặt lên người phục vụ đam ma, nhưng ban quản trị phải hết sức cẩn thận. Giả thử có người đến đây và nói rằng, tôi sẽ sống ở đây 6 tháng hay 1 năm, nhưng tôi không thể làm được việc này hay việc kia, hay tôi không thể phục vụ. Tôi đến đây để thiền hai lần một ngày, và thời gian còn lại tôi sẽ tán ngẫu chỗ này chỗ kia và nghỉ ngơi sau sáu tháng tôi sẽ ra đi điều này thì không được khi đó người này sẽ bắt đầu làm hại chính họ và làm hại trung tâm do đó chúng ta phải hết sức cẩn thận về điều này nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta áp đặt công việc lên bất cứ một ai một công việc mà họ không thể làm hỏi thưa thầy chúng con được nghe rằng thầy sẽ đồng ý làm người khách chính trong tiệc khai mạc bức tượng. Bác sĩ Pashasev Ambeka, một nhà lãnh đạo nổi tiếng đã có công chuyển đạo rất đông những người từ tầng lớp không thể động chạm được sang Phật giáo và sau này được biết tới ở Ấn Độ là Neo Buddhism tại Mumbai. Chúng con lo ngại không biết đây có phải là dấu hiệu rằng thầy đã hỗ trợ một tổ chức tông phái. Xin thầy hãy giải thích cho chúng con được rõ đáp, nếu ai mời thầy là khách chính thì thầy sẽ nói, hãy để tôi là khách mời hạng ba. Nếu họ nhất quyết mời thầy ở vị trí khách chính, thầy sẽ ngồi ở đó. Nhưng những gì thầy nói ở đó sẽ không có gì đi ngược lại với đam ma tinh khiết, bởi vì thầy có một sự kính trọng lớn lao đối với Ambedkar vì những thành quả đáng nể qua rất nhiều thế hệ cha ông của thầy và tất cả những người thuộc giai cấp thượng lưu đã đàn áp những người này. Thật sự là một bất công lớn đối với họ. Thầy có tất cả những cảm tình đối với họ và thầy muốn họ được phát triển trong đam ma. Nhưng cùng một lúc đó, đam ma tinh khiết là gì? Họ đã không được hiểu. Do đó nhiệm vụ của thầy là giải thích cho họ đây là đam ma tinh khiết thầy đã đưa ra một điều kiện nếu quý vị mời tôi tôi sẽ chỉ nói về vipassana và không có gì ngoài vipassana cả và họ nói tuyệt vời xin hãy chỉ nói về vipassana chúng tôi mời ngài vì mục đích đó để cho mọi người có thể hiểu vipassana là gì giáo huấn đích thực của đức phật là gì tất cả những người này đã bị đàn áp qua nhiều thế hệ. Và Baba Sheep Ambekha đã làm một việc tốt lành khi Ngài mang họ ra khỏi những hệ thống phân biệt giai cấp và cho họ một sự tự trọng tối thiểu. Nhưng rồi giáo huấn đích thật của Đức Phật bị thiếu sót. Nếu giáo huấn này cũng đến với họ thì thật là tuyệt vời. Do đó Thầy sẽ làm nhiệm vụ của Thầy là mang đam ma thuần khiết đến với họ. Hỏi, một thiền sư phụ tá đeo trang sức, mặc quần áo đắt tiền và ngồi trên chỗ của đam ma có phải là vi phạm một trong tám giới không? Đáp Thiền sư phụ tá không giữ tám giới, họ chỉ giữ có năm giới. Thiền sư phụ tá ngồi một khóa tự tu thì người đó phải giữ tám giới. Nếu không, thiền sư phụ tá không cần lúc nào cũng phải giữ tám giới bởi vì họ không ngừng dạy hết khóa này tới khóa thiền khác ở khắp nơi, nên khó mà sống trọn đời với tám giới. Điều đó rất khó. Những thiền sinh cũ tham dự khóa thiền phải tu tập đúng theo tám giới, còn thiền sư chỉ cần cực kỳ hoàn hảo trong năm giới. Hỏi, sinh con đẻ cái có phải là một điều chướng ngại trong thăng tiến Đam Ma không? Đáp Tại sao lại là chướng ngại? Hãy chăm sóc con cái trong Dhamma. Các con đã có một cơ hội tuyệt vời để ban phát meta cho con cái. Điều đó sẽ giúp các con ban meta cho toàn thể thế giới. Đó không phải chướng ngại. Bà mẹ Vikasa có 20 người con. Bà vẫn thăng tiến mạnh mẽ trong đam ma. Điều đó không có nghĩa là các con không nên có bất cứ kế hoạch gia đình nào nhưng nó cho thấy sinh con đẻ cái vẫn có thể tiến bộ trong đam ma hỏi con không muốn những người không phải là thiền sinh ly dị nhưng con thấy rất hoang mang và phân vân khi thấy một cặp vợ chồng ở phương tây đã rất vững vàng trong đam ma đã ly dị thầy có lời khuyên gì trong trường hợp này không đáp chắc chắn đây là một việc hết sức làm rối loạn nhiều người cho dù là ở phương đông hay là phương tây các con thấy khi các con đã có một lời hứa với ai đó mà các con cứ để tự do bất cứ khi nào các con cũng có thể để người chồng hay người vợ đi chỗ khác đây không phải là một gia đình lý tưởng đối với con cái thì chúng sẽ như thế nào chúng sẽ rất băn khoăn ai là mẹ ai là cha mình khi thầy đọc một cái đơn của thiền sinh khi thầy hướng dẫn một khóa thiền và thấy thiền sinh viết rằng họ có ba cha mẹ thầy thấy rất buồn cho họ điều đó cho thấy người này đã không nhận được tình thương của người cha người mẹ họ đã ra đi tới với người khác và điều này đi ngược với đam ma và chúng ta không khuyến khích điều đó nhưng từ từ chúng ta sẽ cố thay đổi điều này đối với thầy đây là điều nguyền rủa lớn nhất trong văn hóa phương tây ở thời đại này. nhưng cùng một lúc chúng ta cũng không nên quá cứng nhắc. và cấm đoán việc ly dị. nếu trong trường hợp đặc biệt các con phải ly dị thì các con hãy phát nguyện. tôi sẽ không lập gia đình nữa. tôi đã thử lập gia đình bây giờ đã xong. tôi sẽ sống độc thân tuyệt vời khi đó thì ly dị sẽ được cho phép hỏi xin thầy có thể có lời khuyên với người mẹ trẻ có bé sơ sinh đang phấn đấu để tiếp tục tu tập và những người đang bị chán nản bởi vì sự thật là họ không thể làm được như thế đáp tại sao lại chán nản nếu đứa trẻ ở trong lòng các con thì các con vẫn tập được các con có thể ban phát mét ta cho nó và cho người khác các con phải học cách thực hành đam ma trong mọi tình huống hãy dùng đam ma cho mọi công việc của mình nhiệm vụ của người mẹ là chăm sóc con cái hãy làm điều này trong đam ma và nó sẽ giúp ích cho các con hỏi con đã nghe thiền sinh đã thắc mắc tại sao các thiền sư và thiền sư phụ tá được ăn riêng được cung cấp chỗ ở rất thoải mái đáp tại sao ư hãy hiểu rằng chúng ta không thể cung cấp chỗ ở thoải mái cho mọi thiền sinh các thiền sinh đến học chỉ ở trong thời gian 10 ngày mà thôi, còn các thiền sư họ phải ở đó cả tháng, thậm chí là cả năm. Và nếu các con không có cho họ điều kiện ấy thì làm sao họ có thể giảng dạy một cách đúng đắn được? Đó không phải là một sự xa xỉ mà đó là một sự cần thiết. Chúng ta phải cung cấp những phẩm yếu cần thiết cho họ, nhiều hơn những gì chúng ta cung cấp cho thiền sinh hỏi, xin thầy hãy giải thích tại sao thủ dâm lại phạm giới. Đáp, thầy không có nói thủ dâm là phạm giới, nhưng điều đó sẽ dẫn tới việc phạm giới. Nó có nghĩa rằng các con trở thành nô lệ cho sự đam mê của mình. Nếu các con không đạt được thì sẽ bắt đầu thủ dâm. Điều đó sẽ đưa các con tới sai lầm, làm các con ngày càng xa trên con đường đam ma hãy làm cho mình và người khác thoát khỏi sự nô lệ này và đây là mục đích của vipassana hỏi thưa thầy làm sao ta có thể tìm thấy sự cân bằng giữa phục vụ vô vị lợi với chăm sóc cho chính mình đáp nếu ta là người không thể tự lo cho mình thì làm sao có thể lo được cho người khác được trước tiên hãy lo được cho mình trước rồi mới bắt đầu phục vụ vô vị lợi hỏi trong sự giảng dạy của vipassana khía cạnh lý thuyết có nhiều điều có vẻ là không thích hợp ví dụ có sự đề cập tới vô số lượng kiếp của bậc giác ngộ và quyền lực siêu nhiên của ngài có cần thiết phải chấp nhận tất cả các điều này trước khi có được lợi lạc của vipassana đáp không cần thiết như thầy đã nói Bây giờ người ta tới đây có người tin có người không tin vào kiếp quá khứ hay tương lai nhưng vẫn có sự tiến bộ người ta không cần phải chấp nhận điều đó nhưng là một vị thầy có trách nhiệm với những gì kinh nghiệm và hiểu được thầy phải đưa cho họ biết sự thật đúng là thật thầy không nói chỉ để làm vừa lòng người ta ồ không không đâu không có kiếp quá khứ với kiếp tương lai không có cái gì cả. Vậy thì thầy sẽ lừa dối người ta, do đó thầy phải hết sức cẩn thận, người ta có thể chấp nhận hoặc không, nhưng đó không phải là vấn đề của thầy. Hỏi: Thưa thầy, khi ta sinh vào cảnh giới Phạm Thiên, có phải là chúng ta cũng được sinh ra từ cha mẹ trong giới Phạm Thiên cùng một kiểu cách như là người thường không? Đáp: khi thầy được sinh ra ở một cõi như thế thầy sẽ kể với các con hỏi thưa thầy tại sao lúc đầu đức phật ngừng ngừ không cho phụ nữ được trở thành tu sĩ đáp hãy hỏi đức phật đừng hỏi thầy nhưng các con hãy hiểu rằng vào tình huống lúc đó không có một sự an toàn nào cả lúc đó những người muốn đi từ tỉnh này qua tỉnh khác thì phải đi qua những khu rừng và những nơi chỉ có sự cướp bóc và những nguy hiểm khác có nhiều trường hợp sự hãm hiếp đã xảy ra ngay cả với những người đã xuất gia thành nữ tu điều đó không chỉ xảy ra trong truyền thống của đức phật mà còn xảy ra trong các truyền thống khác nữa vì thế ngài khuyên trong trường hợp như thế ta có thể thực tập cùng một phương pháp ở nhà và ngài đã dạy tất cả những người trong gia đình của ngài Họ đã được truyền dạy và thực hành ở nhà. Trong khi thực hành tại nhà, họ đã trở thành Sotabana, rồi từ Sotabana cha của ngài đã trở thành một vị A La Hán. Mặc dù sự tiến bộ là chậm hơn, nhưng các con có thể tiếp tục. Nhưng khi họ cứ nài nỉ và ngài Ananda cũng nài nỉ thì ngài đồng ý cho họ xuất gia, và đó là lý do chính, không có cái gì khác. Hỏi Thưa thầy, ngay trong thời buổi này, trong hầu hết các quốc gia phụ nữ không được phép gia nhập vào sang ga Đáp. Thầy có thể làm gì được nếu sangha đã bị mất đi ở nơi đó? Nếu như bhikkhu sangha đã bị mất đi thì ai sẽ khởi sự nó? Có một truyền thống nói rằng năm người nam tu sĩ sẽ hợp cùng với nhau để khởi sự, để làm lễ xuất gia cho một nam tu sĩ Tương tự như thế, năm người nữ tu sĩ cần đến để làm lễ xuất gia cho một nữ tu sĩ. Nếu không có một nữ tu sĩ nào cả thì làm thế nào được? Đây không phải là trách nhiệm của thầy. Trách nhiệm của thầy là giảng dạy đan ma cho dù ai đó, có là tăng hay là ni thì cũng không có gì khác biệt cả, thầy vẫn sẽ dạy cho họ. Hỏi chúng ta có sự lựa chọn nào không trong việc tìm ra bạn đời đam ma hay tất cả chỉ là kha ma nghiệp đáp nếu thế con có thể nói tất cả đều là do nghiệp tại sao tôi phải làm việc để có thức ăn bây giờ là giờ điểm tâm cái nghiệp của tôi ơi hãy mang cho tôi thức ăn sáng điều này có thể được không ta phải làm việc một cách thích đáng không nên bắt đầu chạy theo mọi người để tìm kiếm một bản đời, không phải theo cách đó, hãy tìm kiếm một cách thích đáng, một cách bình tâm.